Đây anh chị thấy không? Cũng có ghe tàu đậu chạy đó anh chị. Đó. Khu nhà nóc Thái nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trên con đường lộ người ta sắp mở nhựa này nè. Rất là rộng nha anh chị. Để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất mà có tổng diện tích là 3.000 mét vuông mà chủ sẽ cắt ra bán cho anh chị 1.000 mét vuông nha. Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi thông về Ủy ban dân xã Tam Hiệp. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới đó thì tầm khoảng 700 mét là tới rồi nha anh chị. Và cũng hướng này anh chị đi thẳng ra luôn thì anh chị ra ngoài chợ Bưng là của xã Tam Hiệp luôn nha anh chị. Ngay đó có trường học đồ, nói chung là trường học rồi nè, cấp 1, cấp 2 đồ luôn nha. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra chợ thì khoảng 1 km là tới rồi nha anh chị. Đó. Ở đây điện nước ở đây thì chưa có, nhưng mà bên kia thì có điện nước đồ hết rồi nha anh chị. Có thể mình kéo chuyền qua. Nhưng mà ở đây người ta có xài cái đèn năng lượng kìa. Còn hướng ngược lại, đây là đường thông. Đây là anh chị ra đường dẫn cao tốc của thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới đường dẫn đó thì tầm khoảng 350 mét là tới rồi nha anh chị. Đường này xe ô tô mình chạy vào thoải mái luôn. Nhưng mà tiếc một điều là hiện tại nhà nước chưa có làm con lộ nhựa thôi. Chứ nghe cái đường này là làm lộ nhựa nha anh chị, chứ không phải là lộ bê tông nha. Nó còn cái mảnh đất lúa mà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh này. Chủ sẽ cắt ra cho mình là 1.000 mét vuông á. Em do sổ không có hiển thị cái chiều ngang và cái chiều dài, nhưng mà em có đo hạo nha anh chị. Tại cái sổ này là cũ lắm rồi. Em đo hạo là tới ngay cho cái mí này nè anh chị. Tính tên lộ đi cho dễ đi ha. Tới ngay cái mí cây bạch đàn này nè. Đó mà ngang qua bên đây là khoảng 12 mét. Nếu cắt ra nha anh chị. Và cái chiều sâu của mình là khoảng 83 mét. Tổng diện tích hết đất luôn là khoảng 1.000 mét vuông. Mà ước tính chủ sẽ cắt ra bán cho anh chị đó. Đó mình đi qua tới mé bên đó là qua bên đó là tới cái vị trí ranh giới của mình luôn. Đây. Nó còn bên đây là của người khác. Nhưng mà người ta cũng đang vọng cừ sau này làm nhà hay gì đó anh chị ơi. Nó mình tới miếng này ha. Dài xuống thẳng đẹp lắm. Đây người ta đang tòng đắp mô làm gì ta. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng Tây. Cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Là thời gian đi. Thời gian đi tầm khoảng 16 phút, khoảng cách là 9,6 km. Nó anh chị thấy không, cũng khá là gần nha anh chị. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 56 phút, khoảng cách là 61 km. Anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 56 phút, khoảng cách là 54 km à. Cũng khá là gần nha anh chị. Đó vừa gọi là em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Còn bây giờ để xem sẽ tiến sâu vào cái bên trong. Tông đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã nha. Thậm chí xung quanh đây cũng không có luôn. Do đất lúa nha anh chị, cho nên em đi nhờ cái bên cái mảnh đất bên đây. Ngang của mình là cắt ra khoảng 12 mét. Và chiều sâu của mình là khoảng 83 mét nha anh chị. 83 mét mấy á. Hiện tại đất mình còn đang là đất lúa. Nhưng mà khu này lên đất trồng cây lâu năm vẫn được bình thường nha anh chị. Chị lên đất cây lâu năm, sau đó anh chị sẽ lên thổ cư. Rồi anh chị cất nhà là phù hợp nhất luôn. Tại cái vị trí rất đẹp luôn. Phía trước của mình có cảnh view sông luôn. Và con sông đó đi thông ra con sông Nguyễn Tấn Thạch luôn nha anh chị. Đó, cho nên vấn đề thoát nước đồ anh chị an tâm cái phần đó. Thế bên đây người ta cũng mua. Rồi người ta làm sau này người ta kéo gào á, người ta cũng về đây cất nhà nè. Trước đây cũng đất lúa, rồi người ta
chuyển mục đích cây lâu năm, rồi người ta lên vườn, người ta trồng cây ăn trái gì nè. Nó như đường dây điện á, thì bên đó nha anh chị. Nó còn ở dưới cái lòng đất á, dẫn á, thì cũng có đường ống nước sạch rồi. Tại ra ngoài đó nhà nhiều lắm. Còn bên đây nè, anh chị thấy cũng nhà người ta nhiều lắm nè. Nhưng mà tại cái đoạn này nó chưa có nhà thôi. Đó, hiện tại chủ đang kêu 1.000 m² này, chủ đang kêu giá là 1.4 tỷ nha anh chị. Nghe đất lúa mà 1.4 tỷ thì nó cũng khá là cao nha anh chị. Nhưng mà được cái là mình gần chợ, gần ủy ban, rồi mình cách trường học khoảng 1 cây số. Rồi ở Sài Gòn anh chị về đây cũng khá là gần. Anh chị xuống cái cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cái là anh chị ghé qua bên đây tí xíu là anh chị tới đất mình luôn. Với ở phía trước mặt tiền của mình á, có cái con kênh á, thì cũng rất là đẹp luôn. Phía bên kia thì cũng có đường nhựa rồi, nhà người ta ở cũng rất là đông. Còn anh chị nào có điều kiện mình mua, mình để 5 hay năm gì nữa, cái khu này nó phát triển mạnh lên nữa, người ta về đây người ta mua nhiều nè. Rồi anh chị các nhà ở là cũng rất là vui. Nếu anh chị thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị cứ liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem cái mảnh đất này. Được thì anh chị có thể thương lượng thêm với chủ nha. Nhà đất Minh Xem Tiền Giang luôn luôn giới thiệu đất chính chủ tại khu vực Tiền Giang. Nếu như anh chị nào mà có nhu cầu mua đất thì hãy liên hệ cho xem theo số điện thoại trên màn hình, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với xem, rồi xem sẽ gửi sổ hình ảnh cho anh chị mình xem. Còn anh chị nào mà có nhu cầu bán đất bán nhà tại khu vực Tiền Giang thì hãy liên hệ cho xem theo số điện thoại trên màn hình luôn, và kết bạn Zalo với xem và gửi sổ và hình ảnh thửa đất, rồi báo giá cho xem biết coi cái vị trí đó nó phù hợp không, rồi xem sẽ đến quay nha anh chị, rồi giới thiệu lên cho những người người ta cần mua để người ta mua nha. Nó mình đi ra tới cái mí này là hết nè anh chị. Nói chung thì người ta gửi em rất là nhiều, nhưng mà có nhiều cái vị trí mà đưa giá hơi cao quá rồi em không có quay. Còn những mảnh em quay thì em cũng đã lọc lượt rồi, thì em thấy nó cũng phù hợp với cái vị trí, cho nên em đăng. Thì nhiều khi có mảnh thì chỉ có vài trăm triệu 1.000 m², và có những mảnh thì kêu tới 1 tỷ mấy, nhiều khi có mảnh kêu tới 2 tỷ mấy luôn, rồi có mảnh là tới 3 tỷ mấy luôn anh chị. Nó cũng tùy theo 2 tỷ mấy, 3 tỷ mấy là đều có thổ cư hết nha anh chị. Đó anh chị thấy ha, đây là cái phía sau của mình. Phía sau của mình là một cái vườn dừa cho trái rất là sai luôn. Đó, hồi giờ để em hoành lại chứ đất lúa thì nó chỉ tống lỏng hết vậy nè. Rồi nếu như anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này nha, giá chỉ có 1.400 tỷ cho 1.000 m² mà chủ cắt ra bán cho anh chị 1.000 m² đó. Cái vị trí này hiện tại thì anh chị nhìn thấy tống thiệt, nhưng mà sau này là rất ngon nha anh chị. Anh chị không thấy phía bên kia không? Ngày xưa nó cũng tống giống vậy nè, nhưng mà bây giờ đường đó người ta mở trước cho nên giờ nhà mọc lên rất là nhiều luôn. Nó hồi đó thì cũng 1 tỷ mấy một công, mà giờ gỡ vô tới 2 tỷ mấy một công không anh chị ơi. Đó anh chị nhìn thấy là anh chị cũng đã biết rồi ha. Rồi anh chị nào mà quan tâm mảnh này thì anh chị liên hệ cho xem nha. Còn bây giờ xem cũng xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.